Những khoảnh khắc hài hước trong thang máy. Nếu các bạn vừa trải qua một ngày làm việc căng thẳng hay mới thoát khỏi đống đa like gì sắp mặt thì chắc chắn không thể bỏ qua video cười ẻ này rồi. Trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá một thứ vô cùng quen thuộc trong đời sống hiện đại ngày nay, chính là chiếc thang máy. Ở mỗi khu chung cư, trung tâm thương mại hay văn phòng làm việc đều gắn liền với hình ảnh thang máy phải không nào? Tuy nhiên không chỉ có nhiệm vụ giúp con người di chuyển lên xuống, rất nhiều thánh lời đã làm những trò con bò không thể ngờ trong thang máy khiến dân tình cười ra nước mắt. Hãy cùng khám phá những khoảnh khắc hài và bựa nhất cùng những trò chơi khám khó đỡ trong thang máy. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn nút subscribe để không bỏ lỡ một nội dung hấp dẫn nào nhé. Một, định luật 5 giây. Việt Nam có tính cần cù, thì rơi xuống đất thổi phù ăn ngay. Vâng, không chỉ Việt Nam đâu mà nước nào cũng thế thôi ạ. Camera trong chiếc thang máy này đã ghi lại một hành động vô cùng chân thực của anh thanh niên này. Khi bước vào trong, anh ta đang nhai miếng kẹo cao su ngon lành. Đúng lúc thang máy mở cửa ra thì anh chàng lại phun miếng kẹo ra ngoài. Ôi trời ơi! Nhưng sau khi chờ đợi và ngó nghiêng vài giây, không thấy ai đang ở đó, anh chàng lại nhặt miếng kẹo lên và nhai tiếp. Định luật 5 giây được áp dụng hoàn hảo trong tình huống này, các bạn có thấy không? Ô nhưng mà từ, dường như anh ta đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Vâng, bây giờ thì không chỉ một người mà có cả nghìn người bắt gặp được khoảnh khắc này của anh rồi, anh thanh niên ạ. Thang máy nào mà chả có camera ghi lại hả? Anh thanh niên năm nay ngót nghét 30 rồi mà sao ngây thơ thế hả anh? Cùng Groot. Một trò chơi khám phổ biến trong thang máy ở nước ngoài đến từ vị trí của những thánh lầy siêu rảnh. Họ đặt một máy cảm biến ảo giác trong những chiếc thang máy hướng ra ngoài cửa sổ để mọi người trong đó hoảng sợ và có cảm giác thang máy sắp rơi. Đương nhiên sự thật là không hề có nguy hiểm nào, nhưng cười trên nỗi sợ của người khác như vậy thì đôi khi cũng hơi buồn cười thật. Nhưng thử tưởng tượng xem, nếu bạn đang đi cùng Groot trong thang máy và bạn là người bắt tay với đội chơi khám để tạo ra tình huống này thì sao nhỉ? Cho mình biết suy nghĩ của bạn ở dưới video nhé. Còn bây giờ thì ayo, quả là sự sắp xếp tuyệt vời phải không? Ai mà chưa nắm được tay Groot thì cũng không cần phải cảm ơn chúng mình vì đã cho bạn một gợi ý đỉnh của job đâu ạ. Ba, đi thang máy cùng xác chết. Lại là một trò chơi khám nữa, nhưng lần này còn được đầu tư công phu hơn cả trò trước. Đoán xem bạn sẽ có phản ứng gì khi đang đi trong thang máy mà phát hiện ra chiếc tủ gỗ bên cạnh thực ra là chiếc quan tài đựng một xác chết. Áp quân đứng hình mới 5 giây thôi là chơi đủ đâu ạ. Đứng cả team luôn đấy chứ đùa à. Nhưng đúng là vui thôi đừng vui quá. Gặp phải người nào mắc bệnh tim thì những kẻ chơi khám sẽ phải trả cái giá khá đắt đấy. Trò này thì có đi cùng Groot cũng không khuyến khích nên học theo đâu anh em nhé. Xem video thì cười ẻ, nhưng nếu mình gặp phải thì cười trên đường đi gặp các cụ chứ đùa à. Mấy cụ đồ em quá, còn gặp nhau thân thiết thế này thì toang lắm luôn. Thôi, nên gấp anh em ạ, sợ quá. 4. Sống trong thang máy. Khi bạn là đứa nghèo khỉ và vừa bị đuổi ra khỏi nhà, đây là gợi ý gần cho bạn. Lại một khoảnh khắc mua vui đáng yêu trong thang máy. Vừa tan ca về nhà, mở thang máy ra thấy cảnh tượng này thì thực sự là make your day luôn cả nhà. What the f***? Nào chỉ có thế, còn thể loại thiết kế phòng ngủ trong thang máy như thế này nữa cơ ạ. Đang mệt phờ người chỉ mong nhanh về nhà lại gặp phải thánh lầy ngủ ngon trong thang máy thì đúng là ối dồi ôi, ngủ luôn chứ chần chừ gì nữa. Thế là có chăn ấm nệm êm, còn có người ngủ chung, quá xa đã cho một giấc ngủ mùa đông dành cho những đứa ế dài cổ.
5. Annabelle in the Ari, bà tổ ngành dọa ma, nữ hoàng làm búp bê vải, công chúa tóc rối, thần đồng ảo thuật, pháp sư bóng đêm, aka Annabelle đã không xa lạ gì với cả nhà rồi. Nhưng trường hợp này thì cho mình mấy trăm quả tim cũng không đỡ nổi. Người đàn ông vừa bước vào thang máy, tóc tai vút vút các thứ thì điện vụt tắt. Từ buồng đằng sau, một bé gái hóa trang búp bê ma bước ra đứng yên lại trong góc. Thôi không cần nói nhiều nữa, các bạn cứ tưởng tượng tiếp đi. Meu Deus do céu! Phải công nhận mấy anh tê lương vừa rảnh vừa lắm trò. Annabelle mà sống dậy cũng phải ạ, các liền anh liền chị nghĩ ra cái trò này. Ở Việt Nam, bố mẹ mà biết con cá ra ngoài lông nhông trêu người thì về tao cho nhịn cơm. Nhưng ở nước ngoài có khi cả nhà cùng đồng lõa dọa người như thế này đấy. Một tip hay cho anh em lễ quả bí ngô đấy. Khi đam mê đã chảy trong máu. Khi bạn là idol top nhưng ba mẹ bạn thích bạn làm cảnh sát thì sẽ như thế nào? Đây là một trường hợp điển hình của hành động giải phóng bản thân. Camera đã bắt gặp khoảnh khắc người cảnh sát trưởng rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc khi bước vào một thang máy một mình. Nghe thấy tiếng nhạc là ngay lập tức feel the beat như một dancer chuyên nghiệp. Thú vị hơn nữa, một cô cảnh sát chắc là cấp dưới đi vào thang máy. Thấy sếp đang nhảy đầu tiên cũng hơi ngại, nhưng sau khi sếp khẻ thì xin lỗi, sân khấu này là của em. Sếp nhìn em đây này. Trong thang máy, một tình huống thật khó đỡ đang diễn ra ở đây. Bà lão và cô bồi bàn đang trò chuyện vui vẻ trong lúc đợi thang máy. Những tưởng họ vẫn sẽ vui vẻ tiếp tục câu chuyện khi vào trong, nhưng không, mở cửa ra là một bàn tiệc. Và điều khiến bà lão đứng hình là cô bồi bàn vào trong phục vụ người khách ngồi đó rất chuyên nghiệp và tự nhiên. Như thể chuyện này là chuyện thường ở huyện và bà lão kia bị bỏ rơi ngay tức khắc. Bọn này rõ ràng đang chơi khăm bà già đây mà. 8. Shipper thử độc. Trên màn hình như các bạn đã thấy là hình ảnh một anh shipper đang vội vã ăn vụng cơm của khách trước khi giao hàng. Mình nghĩ anh shipper này làm thế cũng vì lo cho sự an nguy của khách hàng các bạn ạ. Quả là những con người vô cùng có tâm trong ngành dịch vụ đẩy sự cạnh tranh khốc liệt này. Xứng đáng một tràng pháo tay, nhưng khi video được phát tán thì anh chàng lại bị đuổi việc. Thật đáng tiếc. 9. Võ đài thang máy. Vào một ngày chủ nhật mưa dầm ẩm ướt, bạn không phải đi làm nhưng cũng chẳng thể đi chơi. Hãy thử nghịch dại như thế này nhé. Trong video là một anh chàng mặc đồ võ sĩ và thách đấu với tất cả mọi người đi vào thang máy. Mỗi người có một phản ứng khác nhau, có sợ hãi, có giật mình và có cả người sẵn sàng nghênh chiến. Chắc chắn một điều là làm trò này cùng đám bạn quỷ nữa thì vui không lối thoát anh em ạ. Đây là trò chơi khám duy nhất mình thấy hợp lý để thử ở Việt Nam. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Anh em tham khảo khi bị rảnh quá nhé. Đôi khi chơi ngu cũng là một loại đẳng cấp đấy mọi người ạ. Quả này mà ổng gập gian phiên bản live action thì có mà gãy tay quẻ chân. Lầy lội trong thang máy. Mọi người đã gặp phải trường hợp này bao giờ chưa? Ở đây mình có một ví dụ. Video này cho thấy YouTuber Daniel Fernandez đang chuẩn bị chơi khăm cùng một vài người bạn. Họ làm những trò lầy lội khó tả và khiến mọi người vừa hoảng sợ vừa bối rối khi bước vào thang máy. Như là hát hò, nhảy múa đến khi nào mọi người chịu bật cười và hòa vào không khí đó cùng họ mới thôi. Vâng, và trên đây là 10 khoảnh khắc được camera ghi lại trong thang máy. Vừa hài, vừa lầy lại vừa khó đỡ. Bên cạnh công việc thường nhật đi lên đi xuống, bên cạnh những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì chiếc thang máy cũng là nơi chứng kiến không ít trò hề của mọi người. Nếu các bạn đã từng chứng kiến hoặc nghe kể những phi vụ hài hước trong thang máy, hãy chia sẻ dưới phần comment cho tất cả mọi người nhé. Nếu thấy video này hay thì ngại gì không cho video này một like, share và theo dõi kênh ngay để nhận được video mỗi ngày. Và bây giờ, mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.